Ok anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series nghịch máy tính Casio 580 VNX và các dòng class quiz khác nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một số dạng tràn cơ bản, basic overflow và cách để lấy chữ ẩn. Và chữ ẩn nó sẽ là cái nền tảng để mình có thể làm một số cái trò khác. Ok, vào việc thôi. Thì đầu tiên anh em sẽ reset máy tính cho mình nhé. Trước khi làm mọi thứ thì phải reset lại đã. Thì sau khi reset xong thì chúng ta sẽ có một cái máy tính như này. Thì các bạn vào và nhập một chia mở ngoặc canh. Đã bấm canh đến khi nào không bấm được nữa. Rồi bấm số 1 ở đây đã. Rồi thoát ra ngoài. Rồi các bạn nhấn alpha lúc này. Nó sẽ ra dấu 2 chấm. Các bạn nhập tiếp dấu canh và nhấn CLC. Nó sẽ báo lỗi cú pháp. Các bạn hãy bấm nút trái. Tên. Đây là một dạng tràn cơ bản. Thì các bạn sẽ thấy một số ký tự không ổn định nằm ở đây. Thì con chó chuột của bạn nó sẽ bị kẹt ở đây luôn rồi. Và không bấm video nữa. Và nếu các bạn bấm số bất kỳ như là số 9 thì máy tính của bạn sẽ bị đơ luôn. Các bạn hãy nhấn on để khởi động lại máy. Và còn một dạng nữa là bấm cái này. Bấm x mũ dấu 2 chấm 1 chia đóng ngoặc canh hết lên 1 rồi nhấn CLC quay về thì các bạn sẽ thấy một số cái tự không ổn định nào ở bên này. Và chữ ẩn sẽ giúp chúng ta nghịch được những cái ký tự đó. Và mình sẽ share một xíu cái hack code trong video tiếp theo. Và các bạn nhớ làm được như này rồi thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thì mình sẽ tiếp tục cái series hack máy tính này. Và mình đảm bảo với các bạn luôn, ở Việt Nam chưa có ai biết cái trò này như mình đâu. Đéo tin. Đặc biệt là cái trò gõ chữ. Thì đây, cái trò gõ chữ mình để hình bên này đây. Các bạn có thể nhìn ha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ reset lại máy tính như thường thôi. Nhấn menu qua chế độ số phức ha, hay còn gọi là chế độ complex á. Nếu các bạn nào để máy tính vào tiếng Anh, các bạn chọn nó. Rồi các bạn lấy chữ ẩn cho mình, một chia một đóng ngoặc hoặc hai ngoặc không đóng ngoặc nha, bấm canh hết lên, nhấn một thoát ra bên này, alpha để lấy dấu 2 chấm và tiếp theo là nhấn dấu canh. Sau khi nó được như này rồi, các bạn nhấn CLC. Thì các bạn sẽ để ý, nếu các bạn làm đúng thì ở trên này nó sẽ chuyển về chế độ dòng ha. Nó không để chế độ mask nữa mà nó sẽ để chuyển về chế độ dòng vào ra. Bạn nhấn tiếp, nhấn dấu bằng. Thì nó sẽ báo lỗi cú pháp bởi vì dấu canh vừa nãy mình không nhập bất kỳ thứ gì cả. Bây giờ các bạn hãy bấm quay qua trái và xóa hết đi. Nhấn delete này, xóa. Sau khi được như vậy rồi thì các bạn bấm qua bên phải, xóa nốt dấu ngoặc. Thì chúng ta sẽ còn lại một cái ô trống ở bên này với con chó chuột đang ở bên phải nha. Nó đang ở bên phải. Bây giờ các bạn bấm qua bên trái và bấm lại qua bên phải. Thì các bạn sẽ thấy con chó chuột nó bị kẹt vào trong này. Thì bây giờ các bạn nhấn 99. Sau các bạn được nhập 99 thì các bạn nhấn Shift 7 1 1 99 dấu canh. Xóa qua bên trái 3 lần. 1, 2, 3, xóa 3 lần, 1, 2, 3, qua trái 2 lần, 1, 2. Các bạn sẽ thấy một cái ô trống với số 99. Bây giờ các bạn nhấn nút NG ở đây này. Đó, nó sẽ ra chữ ẩn ở đây. Và chúng ta đã có chữ ẩn rồi. Thì trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái trò với cái chữ ẩn này. Và trong đó có một số cái trò rất là thú vị ở bên này đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu làm được đến đây rồi thì ngại gì mà không cho mình một like với một subscribe để ủng hộ cái series này của mình nha. Thì chào và tạm biệt các bạn.